Các bạn ơi, hiện tại thì mình đang ở cửa khẩu Kim Thành, tỉnh Lào Cai nhé bạn. Hôm nay thì xe anh Tú đã lấy hàng xong rồi. Chiều hôm nay thì bọn mình sẽ lên đường trở lại vào Sài Gòn. Mình vừa từ khách sạn đem đồ ra đấy các bạn ơi. Lên anh Đông ô. Đây cho em cái ba lô lên với anh Đông ơi. Ai cảm ơn anh Đông. Tối ngày mình cứ làm đô thị với vũ ngoài của anh trở lại. Cái này giờ Sài Gòn trả lương nha. Về Sài Gòn trả lương. Lâu lắm rồi không được trả lương á. Bây giờ xe mình đậu ở đây rồi hay là đi ra ngoài luôn anh? Anh đang chờ đợi bốc hàng. Chờ bốc hàng. À em tưởng bốc hàng rồi chứ. Chưa. Mấy giờ mới bốc anh nhỉ? Khi nào người ta gọi thì sẽ bốc ở những cái bãi trước mặt đây. À phía trước cây xăng dầu đây ha. Đúng rồi, có mấy bãi cơ. À bên kia nữa thì khi nào người ta gọi thì mình mới đi bốc. À hình như anh Tú mới cắt tóc các bạn. Mới cắt tóc cạo râu. Hơi bị trẻ ra một chút và nó lạ lạ một chút các bạn ạ. Tối qua là anh em mình ngủ khách sạn nên là không biết anh Tú sáng nay thì cắt tóc các bạn ạ. Anh Tú thì trông xe tối giờ. Chắc là bây giờ anh có re xe đâu không anh? Không, anh đậu đây rồi, anh em mình đi tham quan, đưa Dũng đi tham quan đi. À, dạ dạ. Chợ biên giới xem có gì đặc biệt không? Đi đi, vậy anh em mình đi đi. Vì dù sao Dũng cũng chưa từng đi tham quan chợ. Chính xác, chính xác. Mình chưa đi chợ biên giới bao giờ cả các bạn ạ. Và lúc ý định ban đầu của mình lên là quay một số cái cảnh về vùng biên này này. Nhưng mà mình cũng khá là ngại khi mà anh Tú nói là ở đây thì cũng có những cái khu vực nó không được quay. Mình người lạ lên thì đôi khi có nhiều vấn đề rắc rối. Thì để hôm nay mình sẽ đi chợ rồi cố gắng xem là có quay được những cái gì thú vị nữa không. Các bạn thông cảm nha. Chào anh Cảm. Các bạn thông cảm nha, chào anh Cảm. Không hợp lý chứ nào. Quá hợp lý luôn chứ. Em cảm quá nha Cảm. Dạ dạ. Có đi chợ không? Không. Xe mình có hay đậu ở đây không anh? Thì có khi đậu trong bãi kia, đậu bên bên ngoài này. À. Đậu khắp nơi ấy, chỗ nào đậu được là chỗ nào đậu được là đậu. Chỗ này đậu mất phí không anh nhỉ? Có phí rồi. Ngày 40 ngàn. À rẻ hơn hôm bữa mình vào 100 ha. Trong đấy thì nó khác. Đúng. À. Thôi anh em mình đi đi. Đi đi, mình đi đi. Giờ mình sẽ lên đường đi ra chợ phiên xem nha các bạn. Hiện tại thì ba anh em mình đã đi ra đến chợ rồi. Thì đây bây giờ đang ăn sáng. Đây là tô bún chả nha các bạn. Sáng nay thì ba anh em mình ra đến chợ thì đói quá các bạn ạ, nên là kêu ba tô bún luôn. Nhưng mà cái hình dung của mình về tô bún chả nó hơi khác anh ạ. Tưởng là bún chả chấm gì. Đúng rồi. Biên giới kể cả vùng Lạng Sơn nữa. Hình như vùng Tây Bắc ấy là người ta cũng hay có cái kiểu bún chả chan. À đây là bún chả chan. Nó cũng là rất là lạ so với cái hình dung của Dũng đúng không? Đúng 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 chính xác. Đúng rồi. Nhìn rất là lạ. Là bún chả chan. Cứ ngang gheo không? Không, em ăn như này được rồi. Mình thì ít khi bỏ thêm rau lắm các bạn ạ. Cái đũa với Mr. Đông. Tô của anh Tú này. Bún chả chan. Đúng rồi, bún chả chan. Bún chả chan ở đây là chợ chợ Cốc Lếu đúng không anh? Chợ biên giới. Ở đây thì rất là gần biên giới Trung Quốc các bạn, nên là mọi người hay gọi là chợ biên giới hả anh? Không không, gọi chợ Cốc Lếu. Chợ Cốc Lếu thôi các bạn. Chợ Cốc Lếu. Cho em cho nước tương với khăn giấy. Mời mọi người nhé. Cái này anh có cả ít nấm hương hay sao phải không anh? Có cái nấm gì thơm xào. Nấm xào. Nấm xào đúng không? Thơm thơm nhỉ? Nè cái đen đen này. Cho em xin một ít miếng nhỏ nhỏ nữa không anh? Cho mỗi anh em một ít thưởng thức. Cho một chén đi. Anh Tú có vẻ thích nấm rồi đó các bạn ạ. Anh Đông ăn thì lúc nào cũng làm một chén đồ chấm. Nó vị thơm rất là lạ. Vì thực ra những cái quán vỉa hè này đôi tuy mình lại thấy là nó ngon không tưởng. Tưởng không ngon mà ngon không tưởng. Thật. Nhìn rất là bình thường, cứ tưởng là quán nước mía hay quán bánh mì. Nhiều khi mình cứ nghĩ là đi vào trong nhà hàng hay là ấy mới là ngon. Nhưng đôi khi mình ra những quán vỉa hè đây này để ngồi để ăn lại cảm thấy nó vị nó ngon vị. Đúng không anh? Đúng rồi. Đấy, bây giờ anh Đông thử miếng nước lèo cho cảm nhận anh Đông ơi. Đúng rồi. Ăn đây là nấm hương đây. Cái muống Dũng bỏ cái nấm xào rất là thơm ấy. Thấy nấm rồi hơi đậm đà tí nhưng mà nó rất là thơm. Mình phải hai cháu này. Cà đấy ạ. Cái nước lèo thì cũng giống như Sài Gòn thôi mà nó có hương vị đó, nó lạ hơn tí. Nó lạ. Có bị ngọt. Nó lạ hơn. Không ngọt. Không ngoài rồi. Theo kiểu những chất ngoài này nó đậm đà. Bây giờ mình sẽ thưởng thức tô bún mọc của mình nha các bạn. Này là mình vẫn nói nhầm, tô bún chả. Tô bún chả các bạn ạ. Trong đầu cứ hình dung nó ra là bún mọc không à, nhưng mà đây là tô bún chả, là bún chả chan. Đây. Ngon lắm. Nhìn rất là hấp dẫn các bạn ơi. Cái nước dùng rất là ngon. Dùng ăn thì chắc chắn là sẽ hợp khẩu vị. Đây, mời tất cả các bạn nha. Giờ mình chưa bắt chanh vào. Chanh này cái đặc điểm của nó là rất là thơm các bạn ạ. Mời mấy anh chị nha.
quá trời tụi em mời mấy anh chị ăn hết món đặc sản này tới món đặc sản khác. Đợt này chuyến đi này với anh Tú phải nói là nhiều món ngon các bạn. Quá nhiều món. Cái món này nó thêm cái nấm này vào của anh. Đúng rồi, cái nấm này của anh Đông này. Đúng không? Anh Tú bỏ cho em rồi đúng không? Đúng rồi, bỏ ít lắm. Nhưng mà Tú ăn thử miếng nấm nó rất là kèm với bún nữa nó rất là lạ. Mình trộn đều lên nha các bạn. Thì tô bún chả đây có chả này. Này là chả nướng này. Này nấm này, cái nấm này anh Tú khen rất là nhiều nãy giờ các bạn ạ. Để mình ăn thử một miếng nấm ăn nha. Ăn kèm với thịt luôn đi. Ăn kèm với thịt luôn hả? Anh Dũng kèm cả thịt cả bún. Đầu tiên mình nếm nước lèo qua đã. Mời các bạn nha. Cái vị nó khá là đậm, nó không có ngọt. Đúng kiểu chất miền Bắc. Đúng kiểu chất hương vị nấu của miền Bắc các bạn ạ. Đậm đà. Và có vị chua chua của không biết là măng hay là măng. Măng đúng không? Phải năng là măng. Măng đấy. Bây giờ mình sẽ ăn miếng nấm nha. Hoàn toàn luôn nhé. Thật tất cả những cái món bún mà mình đã ăn. Đây là cái điều mà anh ăn rất là nhiều nơi rồi nhưng mà chưa bao giờ thấy cái vị nấm này. Mời các bạn ăn thử miếng này nha. Anh Tú đang rất là khen cái vị nấm này nè. Được sao? Ăn thử xem như thế nào. Mà độc đáo. Có thể nhiều người ăn không quen thì sẽ không cảm nhận được ngon nhưng mình ăn được quen những cái vị này ấy. Thì mình thấy nó rất là lạ. Thơm thơm, nấm cá thơm. Cái nấm khi mình cắn vào miệng các bạn, nó có một cái hương thơm nó tỏa ra. Đó. Giống nấm Đông Cô hả? Rất là thơm nhỉ. Nấm này thơm thật. Thơm mà. Anh Đông lên suy nghĩ mua cái nấm này về nhà hàng rồi làm thêm món gì liên quan đến nấm. Rồi, tầm mấy. Ngon quá. Đây là mình cái góp ý mà rất là tuyệt vời. Anh ơi, cái nấm này gọi là nấm gì anh? Chân nấm xào á, mình mua ở đây tôi có. Có này. Đây à. Nấm này nó khô hay là tươi? Khô. Mình về mình ngâm nước nó mềm. Chân nấm à? Chân nấm à? Chân của nấm à? Phải bao nhiêu? Cái nấm này rất là thơm các bạn ạ. Một cái. Căn nấm hả? Nấm này là ta trồng hay là hái anh? Nấm hương anh, cái nấm hương mà nó có cái nón hay là cái ở trên là nó cái nón là người ta ấy hết rồi, còn đây là cái chân. Nó phơi khô ra để người ta xào với thịt. Còn cái chân người ta bỏ đi. Còn cái này là nướng sao đấy hả? Xào rất là ngon. Quá nấm. Mình ngâm nước xong mình bỏ vô xào thôi. Ngâm nước mình ăn miếng chả nha mà. Phải nói là đây là một cái tô bún. Bún chả vô cùng đặc biệt. Màu vàng nó nhạt thôi. Có hương vị nó rất là lạ nhờ. Hương vị nó lạ lắm mà ngon. Vì nó có vị nấm nó cũng rất là lạ. Nhờ cái nấm. Đúng rồi. Đấy là người ta cải biên đây, cái món này là người ta cải biên như vậy thành hay. Chả cũng rất là thơm á. Mà chắc. Không bị bở đâu. Cái chả này chất lượng đấy. Có một xíu mỡ này các bạn này. Ăn nó béo béo. Và nó là một tô bún chất lượng. Tô này bao nhiêu đây? Tô này bao nhiêu đây? 30.000, quá chất lượng rồi. Anh Tú khen cái nấm này hoài luôn. Và mình ăn mà cảm giác cũng rất là ngon. Mình nhai vào miệng cho nó thơm. Có một cái hương thơm nhẹ nhẹ nó lan tỏa khắp miệng không ạ. Đây là cái miếng thịt chả nè. Ngon. Không bỏ vậy không rau luôn nè. Thơm lắm. Dạ. Đỡ ngắn. Mời các bạn nha. Chúng ta là ăn rau tô. Chấm như ra cái tô sao vậy? Tại ra mình bỏ thịt ban đầu đó. Có rượu rau rất là ngon. Ngon rồi đó. Nói chứ. Thịt nướng rồi các bạn à. Bánh cuốn rồi. Bây giờ thấy anh em ăn tô bún ngon quá thì ngon đúng lại nổi. Cho nên mình bảo làm ít bún đi để mình thưởng thức. Ăn thưởng thức rồi. Hay là nhờ cái nấm này nó thơm. Nhờ cái nấm này nó thay đổi hoàn toàn luôn. Cái đặc trưng của cái hàng quán này em thấy là họ làm không có phô trương về hình ảnh đâu. Nhiều khi mình không biết là người ta bán đồ ăn nữa. Nhưng mà như cái quán mình đang ngồi chẳng hạn, mình cứ tưởng đâu là bán nước giải khát không à. Này giống như là dân địa phương của anh em. Đúng rồi, dân địa phương thì người ta chỉ mình biết mình vào ăn các bạn. Nhưng mà không ngờ rất là ngon. Mời các bạn nha. Tưởng không ngon mà ngon không tưởng. Rất hấp dẫn.
miếng thịt nướng ngon quá. Anh thích ăn kèm cả thịt nướng rồi cả nấm mà, rồi nhai cả bún vào nó quấn nấm vào nhau. Cái này chỉ là cái chân nấm thôi các bạn, mà nó rất là thơm. Chân nấm hương đúng không? Đúng rồi. Không em ăn đủ không? Anh đủ. Đông. Ăn được không? Nấm. Mời các bạn nha. Miếng này nữa là mình dừng đây. Review mình ăn tiếp nhớ mà. Dòm vô. Anh Đông ăn hết luôn à? Ăn luôn. Ngon thật đấy. Cái miếng dùng béo đúng không? Rất là kiểu thật chất ấy. Rồi. Chứ nó không bị nhạt nhẽo. Có nhiều nơi làm nước dùng thì nó hơi bị nhạt nhẽo ấy. Cái nước dùng đây nó đậm đà. Đậm đà mà thật đấy. Kiểu thật chất. Thơm. À, anh chú ăn hết rồi à? Ăn hết rồi, ăn xong rồi, ăn xong rồi. Quá tuyệt vời các bạn. Quán nhỏ thôi mà. Đây các bạn nhìn cái quán này. Cứ nhìn cứ tưởng là quán nước mà. Đâu thấy nồi niêu, son chảo gì đâu. Không thấy cái gì cả. Có cái một góc này người ta dành để chế biến thôi. Nhưng mà phải nói hương vị anh em mình ăn nãy giờ tấm tắc khen. Chưa có một câu chê nào các bạn. Rất là ngon. Mặc dù là đây là nấu theo kiểu miền Bắc nhưng mà anh Đông cũng là lần đầu tiên ra đây. Nhưng ăn rất là hợp các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nha. Mình thì sẽ tiếp tục ăn hết cái tô này. Nhưng mình quay ít thôi để các bạn dành thời gian xem những cái nội dung khác ở phía bên trong chợ nha. Giới thiệu các bạn đây là khu chợ biên giới. Dạ. Gọi là chợ Cốc Lếu của thành phố Lào Cai. Chợ Cốc Lếu cho bạn. Nãy thì mình cùng với tất cả các bạn thưởng thức một cái tô bún trong đầu clip rồi đó. Tại vì là anh taxi anh chở thẳng vào chợ luôn. Bây giờ mình ăn xong mới quay ra đây. Hai bên là bán rất là nhiều hạt rẻ rồi óc chó. Ở đây là hàng Trung Quốc qua hả anh? Đúng rồi, hạt rẻ Trung Khánh nhưng mà ăn rất là ngon. Này mình cũng được gọi là chợ biên giới chứ. Chắc bên biên giới mà, biên giới mà. Hàng anh Tú nói đây là hạt rẻ Trùng Khánh nha các bạn. Rồi, đây này. Ốc chó. Ốc chó này. Bánh hạt rẻ, cái bánh hạt rẻ bán thế nào đấy ạ? Bánh hạt rẻ. Ba cái ăn thử đấy xem mà. Xem nó vị ra sao nào. Nhìn giống bánh pía. Bánh pía, bánh ta dừa nướng, bánh hải mì. Nhưng mà đây là bánh hạt rẻ nha các bạn. Ba cái thôi em ăn ba cái thôi, em thử đấy. Thơm nhờ. Cái này em để được lâu anh. Để được 3 4 ngày. Để được 3 4 ngày luôn. Bao ngày anh thử để ăn thử chứ ngay chứ bao nhiêu anh? Em chưa ăn thử được đâu. Mới sáng no à? Anh ăn thử chứ đi. Thế cho em cái túi ở đây, rồi bọn em sẽ bẻ nhỏ chia nhau. Nhìn có vẻ hấp dẫn nhỉ? Có mè ở trên này các bạn này. Cho em xin cái túi đây. Đúng là bên dưới thì hơi giống bánh pía thật. Giống bánh hay mì á. Bánh mà bánh pía, bánh khoai mì á. Bánh hay mì ta nướng à? Đâu. Rồi. Nhỏ đi một chút đi. Chút éo rồi, éo rồi. Đây đây. Wow, đây, giống bánh ấy. Có nhân nè, có nhân nè. Có giống bánh pía thật nhỉ, cái nhân giống nhỉ. Có nhân nè. Nhưng mà vị nó rất là béo. Béo anh. Cho em xin miếng với. Rất là béo, nó không bị ngán. Ở bên trong những kiểu cảm giác không bị ngán. Giống kiểu nhân đậu xanh nha anh. Đúng rồi. Đi, mình đi đi. Nhưng mà đây là nhân này hạt rẻ anh. Nhân à. Vừa nhân hạt rẻ, vừa nhân hạt rẻ, vừa nhân đậu xanh các bạn ạ. Có bột mì luôn. Ăn ngon nhỉ? Ngon ngon. Là bốp làm lẩu. Ngon. Cái này Dũng lên mua cho Diễm nha. Vừa thơm vừa béo. Đúng rồi. Lấy cái này mà về không lấy mua là. Quá ngon. Mua cái này đi 2-3 ngày đi đường được đúng không chị? À vậy xíu nữa em quay ra mua. Cảm ơn chị. Ngon quá, bánh hạt rẻ. Cho em xin miếng anh chú ơi. Rồi. Chắc nguyên cái đúng không? Đây. Ăn trước đi. Bên này là cái. Mời các bạn nha. Ngon quá. Ngâm rượu này. Táo mèo ngâm rượu anh. Đúng rồi, rất ngon. Giống quả táo à, nó khác nhỉ. Ốc chó mật ong này, cái này Diễm thích không Diễm ơi? Anh Tú đang hỏi bạn Diễm thích ăn quả ốc chó không? Có phải là livestream đâu. Đây là hạt ốc chó. Đây. Chúng phải mua mỗi thứ một ít cho Diễm. Dạ. Ngon quá. Cái bánh này nó béo nó thơm mà cảm giác mình ăn nó không ngán đấy ạ. Bên kia là những cái loại trái cây. Đấy. Rồi. Trái cây mận miết thì cũng có nhiều thứ thì Việt Nam với Trung Quốc lẫn lộn mình cũng không có phân biệt được. Vừa trái cây Việt vừa trái cây Trung Quốc. Tới cửa khẩu Kim Thành, chợ Cốc Lếu nha các bạn. Đó. Thì các bạn nhớ ăn cái món bánh hạt rẻ nha. Quá ngon luôn. Mời các bạn miếng cuối nha. Đi mình lên trên chợ đi. Ngon quá anh chú ạ. Có hai chợ đây. Mình đi chợ này. À, một bên này cũng là chợ Cốc Lếu. Bên này cũng là chợ Cốc Lếu luôn. Khu A, khu bên này khu B. À, khu A, khu B.
Ngon quá. Ôi, cái bánh nhạt rẻ ăn mà tới bây giờ nó vẫn còn đã các bạn. Thơm. Trong này bán các loại thuốc nè. Thơm nhỉ. Em ngó cái đi ông chị. Ngó thoải mái luôn. Ừ, vào đây các cái vị thuốc cỏ, thuốc lá các bạn nó thơm lắm. Cái này gọi là thuốc bắc hả anh? Quan tâm đến những gia vị rất là nhiều. Đây là gia vị này anh Đông này. Nụ tam thất. Cái này uống rất là tốt này. Chữa tim mạch, điều huyết áp, hạ mỡ máu, chống ung thư, sáng mắt, bổ gan, an thần, chữa đau đầu, mất ngủ, tăng cường sức khỏe, sức đề kháng. À, cái nào mà có chị ấy là mua liền. Có cái nụ tam thất này bán nào chị? Anh Đông. Không có cái nào mà chị ấy. Anh Đông người đang mua thuốc chị ế, mình đang nói mình buồn cười quá các bạn. Quá là buồn anh Đông ạ. Ba trăm một gói. Nửa ký nha các bạn. Bạn nào mà có thuốc chị ế thì bán cho anh Đông nha. Anh Đông đi từ Nam ra Bắc vẫn chưa tìm được bạn gái các bạn ạ. Bớt cho anh 10.000 mở hàng. Anh mua nụ tam thất này. Thực ra ấy, mình mua về cho bố mình uống. À. Là cũng tuổi già thì uống sẽ tốt cho nên là mình mua. Mình nghĩ là nụ tam thất uống tốt mà không biết có hàng chuẩn không ấy chị. Anh ơi đi đâu cũng chuẩn, cứ đem đây cho em. À. Em mua tam thất ở đây thì yên tâm nhé. Ủa chị, có cái nào mà kiểu như pha như trà mà uống để gan tiểu đường không? Pha uống như trà uống thôi. Đây ạ. Trà sơn trẻ mật. Trẻ con cũng uống được, người lớn. Hồng sâm. Cái này bao nhiêu gói? 30.000 á? Có 30.000 nữa. Tôi lấy một gói nữa là bỏ hộ anh đây. Mua cho bố uống luôn. Mà uống nó có đắng không chị? Hay là cái vị nó như nào? Cái vị... Không. Nó hơi ngọt ngọt mát mát. À hơi ngọt ngọt mát mát thì dễ uống rồi. Cái này là đồ Việt Nam mình hay là đồ bên Trung Quốc? Cái tam thất là của Trung Quốc này ạ. Đấy, không sao hết mà. Tam thất bắc là của Trung Quốc, nói thẳng với tôi. Đúng rồi, vì là cứ... Còn tam thất là của Trung Quốc mới tốt, của Việt Nam. Nói vậy nhá, nhưng mà cái nhiều cái đồ mà thuốc của Trung Quốc nó rất là nhiều, cái đồ đông y rất tốt. Đúng rồi ạ. Chứ không phải mình nếu phải mà nói mà về thuốc bắc nam là của Trung Quốc, thì bắc nam còn tốt hơn. Đúng rồi, đúng rồi. À. Anh có lấy không? Thôi để em qua quanh quanh nhìn từ từ em lấy chị ạ. Cảm ơn chị nha. Tại vì trên xe nó cũng khá là chật chội các bạn ạ. Mình để xem đi, từ từ đi mình mua đồ. Đi, mình đi theo anh Tú vào trong này đấy các bạn ơi. Mình vừa rời khu nhà bên kia. Bên đó cũng khá là tối và bán chủ yếu là giày dép rồi thuốc bắc. Bây giờ mình qua bên này xem là bán cái gì nha các bạn. Đây là lần đầu tiên mình đi ra biên giới Lào Cai và Trung Quốc. Và tới chợ Cốc Lếu các bạn ạ. Anh Tú thì đã đi ở đây rồi. Mua đồ chơi cho con này anh Tú ơi. Hay là em tặng anh con anh một bộ được không? Con anh mua nhiều lắm rồi. À. Không mua nữa. Con anh Tú bảo là mua nhiều lắm các bạn. Cái này là đồ chơi Trung Quốc hả anh? Đúng rồi. À đồ chơi Trung Quốc các bạn ơi. Búp bê rồi các cái đồ chơi rất là nhiều. Ở đây lại có nhạc rồi. Chắc là phải đi qua cái khúc này hoặc là mình nói nhiều vào nha các bạn. Để cho nó át tiếng nhạc đi. Khu này có vẻ đông hơn bên kia nhỉ. Đấy. Ở đây có chỗ nào bán con dao đẹp đẹp không anh? Dao đẹp kiểu gì đúng không? Dao mèo nhưng mà... Dao mèo là đẹp nhất hả anh? Đẹp nhưng mà bản sắc nhất. Anh Tú thì rất là khoái dao mèo các bạn ạ. Trên xe anh Tú có một con dao mèo để chế biến đồ ăn. Không. Anh Tú hôm nay cắt tóc đẹp trai quá, cạo râu luôn rồi. Râu nó nhìn trẻ quá. Trẻ trung 4-5 tuổi ấy nhỉ. Anh Đông hay có quả mất tích bí mà bí ẩn vậy. Ra ngồi bấm điện thoại. Đi thẳng đi. Tiếp tục khám phá chợ cho bạn. 5.000 mẹ ơi, sẵn đã lấy cái con chị nọ đó phải. 5.000 mà đòi. Các tiểu thương ở đây rất là cá tính các bạn ạ. Em xem thử cái nhỏ như tôi nhé. Đây xem cái này. Đâu anh Tú, cho em xem thử nào. Để em xách cái này cho. Chơi chơi ạ. Con à. Đem sách cái này cho anh Tú ơi. Đem sách cho. Anh Tú mua thuốc rồi các bạn. Mình thì chưa mua. Tại vì mua nhiều đồ quá thì lại nhét hết lên xe của anh Tú nó cũng chật chội các bạn ạ. Không, không vấn đề gì. Trên xe thì để chỗ để mình sinh hoạt. Đâu em xem nào. À, rồi rồi.
Thấy không anh? Tỏ lắm, thấy rõ lắm. Úi ngủ rồi, thấy cái cô gái rất là xinh ở đầu kia. Xem lại lần nữa nào. Rõ lắm. Úi dồi ôi, em xinh lắm. Để mua người khác đánh nhòm là tội nhìn nhiều gái đau mắt đấy cô ạ. Ở đây mình thấy khá là nhiều đồ vật dụng cá nhân các bạn. Từ bấm móng tay cho tới dao, bật lửa, nón, mũ, giày, dép, quần áo, đồ chơi, đèn. Rất nhiều. Bộ cắt móng tay anh giống như là của thợ cắt tóc hay? Đây. Bao nhiêu cô? Đấy á, bộ đấy 120. Rẻ nhờ. 120 cái bộ này. Thường coi thử anh chú, em mở em coi thử. Bộ này bình thường cháu mua có 60.000 mà. 60.000 đây, bộ này này cháu. Đâu? Rẻ. Nguyên một bộ vậy. Em nhớ Diễm mua một cái cắt móng tay có khi cả trăm mấy, 200. Thực ra là thế này, mình giải thích với các bạn là đi ở những chợ biên giới thì phải trả giá. À ừ. Đi phải biết trả giá. Chứ không phải là lấy bộ đấy, nếu mà bộ bạn gái. Sao sao? Đàn ông lấy bộ này à? Đàn ông lấy bộ bên tay trái. Bên tay phải là bộ cho phụ nữ hả? Mình bỏ trên xe mình cắt đấy. À, cũng tiện đấy nhỉ. Cắt móng tay, móng chân. Anh thích để móng tay ngắn nhưng không thích để dài. Đúng đúng, em cũng thích để móng tay ngắn. Khá là rẻ các bạn ạ. Đây là anh em mình tranh thủ đi chợ một xíu và quay để giới thiệu tất cả các bạn luôn nha. Thì thời gian rất là gấp. Sau khi đi chợ này thì anh Tú sẽ về để đánh xe vào bãi để lấy hàng và quay trở lại vào Sài Gòn. Cùng lắm là lấy triệu 2. Nếu khách quen thì lấy triệu 2 thôi. Thế thì cái tiền này bao nhiêu tiền? Cái này 150. Có cái 100. Rút ra đây được nữa à? Rút ra đây sáng cả đây. Đâu đâu không được. Đấy nha. Chưa thấy sáng đây. Đây là hết pin. Đấy nha. Đây là sáng này. Chỉ chiều 2 thôi. Đây là chế độ sáng mở. Ủa? Cái cây đèn dài. Cây đèn dài là bao nhiêu? Bao nhiêu cô? Dài 150. Ồ. Đèn này đẹp đấy anh chú ạ. Thế anh mua cây để đi soi ở xe được không? Anh chiếu thử đây xem các bạn có thấy không đây nè. Đèn đấy làm sao bán được 150 à? 150 một cái hả cô? 150. Quá là rẻ luôn. Đây này, các bạn xem này. Nhưng mà thẻ anh phải một trả cái tiền đi. Em nhớ là những cái như thế này ấy, trên đồ chính quy hình như nó còn có điện nữa cơ. À, cái này là đồ hàng lậu ấy. Thôi được rồi, cô ơi sạc đâu? Lấy cái. Sạc có. Em coi thử nào. Mua cái để về. Khá là nhẹ các bạn ạ. Chắc là đồ nhựa bình thường thôi. Biết là dùng quan thương có pin thay được không nhỉ? Pin nó thay được không cô? Cái nó cắm điện mà. Cắm điện. Nó thay xoáy ở đuôi này là có pin này. Là mình thay được pin này. À, có pin đây. Sau này pin nó hỏng là mình thay được này. Nó tiện là chỗ điểm đấy. Rẻ quá các bạn ạ. Nguyên một cái cây đèn siêu to khổng lồ. Trên xe anh là chưa có cái nào cả. Trên xe anh chưa có cái này à? Mình dùng để mình soi lốp, soi xe ban đêm cũng được. Mình kiểm tra xe á. Cho vào túi này anh luôn. Dạ. Cô sạc đâu cô? Nhưng mà sạc cái cắm được ô tô ấy. Không được. Cứ bình tĩnh. Cháu đang vội. Đang vội bình thường. Ở đây các bác tài có hay đi chợ như thế này không anh? Có chứ. Thỉnh thoảng nhiều khi mình kẹt xe. Đi nhiều luôn hả anh? Đúng rồi. Có bao giờ ở đây mà ví dụ đồ mà mua quà tặng cho các chị em có không anh? Có nhiều luôn chứ. Có nhiều luôn. Ý là con mua vào Sài Gòn làm quà á cô? Mà đây toàn đồ của con trai không à? Ở đây bán toàn là dao, rồi đèn, rồi bật lửa. Mua thêm gì đâu cô đi. Cô bấm đi. Được rồi cô ơi, thôi. Được rồi, cháu đi đã đang vội. Có cái nào sạc chưa, có cái nào. Chưa, em chưa thâu. Đang vội. Ở đây là rất là nhiều các cái tiệm như này nhé các bạn. Đây này. Thâu chưa? Nhiều lắm. Ồ, đây có cần câu nữa nè. Thôi, cháu đang vội đi. Bấm bao nhiêu lấy? Không, cháu vội. Vội gì? Đang vội đi việc khác nữa. Đi chợ tham quan sơ thôi cô ạ, còn phải đi lấy hàng nữa. Ồ đây này. Rồi. Đây có chị gái bán đồ massage này anh Tú. Anh không mua, nói chung là anh nhiều đồ lắm, trên xe anh nhiều đồ lắm. Anh mua một cái đi. Anh bây giờ à, đây anh xem thử cái bảo này. Không đi. Cái này không có massage đâu, cái này là Không. Cảm ơn chị nha. Rồi anh ngại rồi. Ồ. Bây giờ Dũng muốn mua cái gì? Để em muốn mua cái gì đó, đồ chơi chơi về nhà làm kỷ niệm cũng được. Ra biên giới hay mua mũ cối ta? Mũ cối. Anh có mũ cối cho em tặng anh cái. Anh có đội mũ cối đâu. Người Bắc mình là rất là thích hai đội mũ cối các bạn ạ. Đi.
À, đèn đèn live stream mình cũng có chưa? Cái này em mua rồi. Cái này ở đây bao nhiêu vậy chị? Cái đèn này này 700. Khá là rẻ ha. Bữa em mua 1,5 triệu đây. Cái này gắn cái điện thoại vào đây này. Không có điện 220. Đúng rồi. Thôi đi vòng bên này đi. Ở đây nhiều đồ quá bạn. Đây là thuốc bắc nữa này. Cảm ơn chị. Cái đèn, cái đèn. Mình vừa đụng cái đèn vào cái chân chị các bạn. Ở đây có nhiều chị chủ quán khá là xinh đấy anh Tú ạ. Cái này cái tính chất của mình ấy không phải mình khó chịu mà mình đi không thích người ta chèo kéo mạnh quá. À. Ừ. Anh ngại cái sự chèo kéo đúng không? Ừ, đúng rồi. Mình nhất là phụ nữ nữa. Mình muốn đi tự nhiên thôi. Mà cũng Dũng thích mua vòng đá đúng không? Dạ. Cho Diễm đúng không? Hay là mình mua tặng Diễm một cái các bạn ạ. Nhưng mà đây chưa đẹp đâu, nó không bằng đá không lọ đâu. À. Không lọ cái đá mà anh. Đây đây đây. Anh cầm đây em xem thử. Cái vòng ngoài này thì bình thường nhưng mà trong này thì có cái nào nó mắc mà chất lượng một xíu không chị? Có hàng đá sao rồi đấy. Không, đá mà vòng đeo tròn tay. Tròn đeo đeo tay như em đang đeo này. Là bao nhiêu? Cái này thì sao? Cái này cũng thế ạ. Như thế à, như nhau cả. Đây, cái này là bao nhiêu cái chị? Sợi báo cháy nhỉ? Mấy trăm. Ô, sao lại có báo cháy? Ủa, báo cháy là sao ta? Báo giả, báo giả đúng không chị? Đó, nhìn thấy hàng này là nó kêu à? Hết hồn. Cái vòng này đeo Diễm không hợp anh? Ừ, không hợp đâu. Đi với anh kiếm đâu. Rồi, cảm ơn chị nha. Đây, tự nhiên báo cháy các bạn ạ. Nhiều màu hơn này. Đây sáng hơn này. Ờ, anh thấy anh xem nào. Thấy lấy cái vòng thạch anh ấy, màu cát ấy, cho Diễm đeo đấy đẹp. Nhiều đồ lắm các bạn ạ. Bạch hỏa thì đeo cái màu xanh hoặc màu đỏ. Ở đây là cái hàng nào là chất lượng nhất của mình chị? Dưới này là lấy cho anh xem cái vòng xanh này em. Đây này. Vòng xanh này này. Anh Tú đang xem các bạn. Mình thì mình quay để cho các bạn xem. Đấy, giá bao nhiêu? 250 à? 250. Ờ, cái này hợp đẹp. Lý cái này Diễm thì không thích, Diễm không thích màu mè lắm. Không, đây là hợp mạnh mạnh này. Đây là vòng gỗ hình như cái trò. Hay là một cái gỗ này ta? Gỗ này thì là vòng trăm à? Wow, cái vòng gỗ này đi Diễm đeo chắc rất là đẹp này cũng này. Đây đây. Bao nhiêu một cái chị? Gỗ trăm à? Đây cái loại này là 1 triệu. Chị nói cái này là bao nhiêu? Thơm. 1 triệu à? Gỗ trăm mà Dũng. Trầm thật luôn hả chị? Đúng rồi đấy. Để mình đưa lên tay mình ngửi thử xem. Rất là chi tiết luôn. Ngửi nha các bạn. Rất thơm, rất thơm. Rất thơm nhẹ. Còn nếu mà thích vòng đá thì 1 triệu luôn à? Mua cho Diễm vòng đá nhưng mà hơi to này, cái này hơi to này. Anh cái này mình đeo 3-4 vòng vào tay đúng không chị? Chứ không phải đeo vào cổ đúng không? Đây này, anh chỉ ở đây này, đây này. Như này, cuốn như này được này. Nếu mà Diễm đeo có thể đeo cuốn như này đẹp này. À, đây 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 đây. Em thấy con gái hay đeo kiểu này này. Nhưng mà không biết là cái gỗ này đeo có hợp không ta? Cái gỗ mộc là mộc. Sinh hỏa. Em là mộc này. Ờ, Diễm à, em là hỏa. Kim chứ. Diễm là hỏa thì phải đeo vòng gỗ. À. Thì cái này là phong thủy thì là mộc sinh hỏa thì là rất là hợp. Cái nhưng mà hơi đắt nhỉ. Đây cái này này. Cái dây của nó chị, nó hay bị đứt thì cái dây này nó có đảm bảo không? Cái dây này là dây chun sâu bằng, nó như là dây cước của ấy chứ không phải là... Đây. Anh thấy 1 triệu này mua đi. Được mà, nếu mà ưng tặng Diễm thì lên mua. Mình muốn tặng bạn Diễm một cái gì đó đặc biệt trong đúng lần rồi. Đầu tiên ra biên giới các bạn ạ. Mà cũng Diễm là một người cũng là hướng thiện nên là mình đúng. Mua một cái vòng này cũng rất là hợp lý. Vậy thì cho em cái này đi. À là ra tiếp, không không to đâu. Tay đeo vào con gái thì cái loại nhỏ nhỏ. Ừ. Cái này thì 700 à? Gỗ huỳnh đoàn đàn ấy, ra có tuyết. Thơm không chị? Có đây. Cái này cũng thơm luôn. Nếu làm ra tuyết thì nó đắt hơn, còn nếu làm không ra tuyết thì chỉ tầm 300 đây anh nhìn ở đây này. Cái này là nó mọc tuyết lên à? Đúng rồi, tự mọc tuyết lên ạ. Tự mọc. Ồ hay nhỉ. Cái gỗ này rất đặc biệt đấy Dung ạ. Gỗ nhưng mà cái này giống như là to quá. To quá. Anh thử đeo vào tay anh. Nhưng mà đặc biệt đấy, nó mọc cái bông tuyết nó giống như đông đá, cái tuyết đá đó các bạn. Tay anh đeo còn khá to. Đây này. Mà anh đeo tay anh đeo là đẹp này, rất là đẹp đúng không? Thế em tặng anh cái này. Hơi to quá. Cái này nếu mà là con trai là bé còn cái to hơn nữa. Không, anh đeo cái này anh thấy vừa rồi này. Thôi đấy, anh thử đeo để chọn cho Diễm mà. Mình đang mua để tặng cho Diễm mà. Thực sự là bạn Diễm rất là khó tính trong vấn đề mua đồ đó các bạn. Nên là mình chọn mình đôi khi mình không chặt này. Không biết ý bạn Diễm như thế nào. Chặt mà anh Thảo ở trên. Chặt xong
Ô, biết luôn à? Chào anh, xin đồ kéo. Biết luôn sao anh biết hai bọn em? Em anh xem mà. À, cảm ơn anh nhiều nha. Anh ở chợ này luôn đúng không anh? Rồi, cảm ơn anh nhiều. À, anh bán này luôn à? Biết kênh YouTube là phải bán rẻ hơn nha. Đừng có nói giá cao. Không là đến lúc người ta... Thế thôi, đằng hôm nay gặp người quen đã xem kênh của mình và anh Tú đây rồi thì chắc là phải mua thôi các bạn ơi. Đúng rồi, nhưng mà đấy là em biết thế là em phải bán giá đúng cho anh nhá. Chứ ở chợ là nói khách là anh trả giá anh ngại với các bạn ở trên YouTube lắm. Thế thôi cho em lấy cái này đi. Từ từ để anh xem chọn cho Dũng ơi. Đây là lấy 108 vòng nhá. 206 á. 206. Ừ lấy này cũng được đi. Cho Diễm này đi. Nhưng mà cái loại này em có mấy loại cơ? Như loại này này. Chờ. Chậm như thế nhưng nó chỉ là 150. Anh sẽ gọi cho Diễm. À. Video call luôn. Để anh Tú gọi cho bạn Diễm các bạn ạ. Thích vòng gì? Anh tên gì anh nhỉ? Em tên Dũng. Anh tên Dũng luôn. Có xem trên hai kênh này luôn. Có xem hai kênh luôn. Xem hai kênh luôn các bạn. Cái vòng này rẻ hơn này. Anh đúng rồi. Không anh đúng rồi. Còn anh đang ngồi ngoài cổng chợ á, đang làm việc ngoài đấy. Cái này đã anh Tú đang gọi cho bạn Diễm này. Chưa thấy nghe. Anh Tú đã gọi được cho bạn Diễm rồi. Bạn Diễm chào mọi người đi bạn Diễm ơi. Bạn Diễm chào mọi người đi. Hôm nay bạn Diễm lên cân à? Cho anh xem cả vòng đá ra nữa em. Em thích vòng gỗ hay vòng đá hả à, Diễm ơi? Dạ. Em mệnh mộc là hợp với vòng gỗ đấy. Mệnh hỏa thì hợp với vòng gỗ vì là mộc sinh hỏa đấy. Còn em thích vòng đá nữa thì để bọn anh xem vòng đá này em ưng cái nào. Đây là vòng gỗ này. Đây em nhìn đi. Em có thể đeo tay này. Em đeo lên tay của anh cho anh xem cái màu này không hợp. Mấy ngày không gặp bạn Diễm này, bạn Diễm xinh quá. Khen thế. Đây em đeo lên tay là như này, em để cái tay lên đây. Đeo lên tay là như này. Em nhìn rõ không? Tăng cân hay sao các bạn ạ? Vòng gỗ. Đây cuốn mấy vòng luôn á, cuốn mấy vòng, 2-4-5 vòng, nó rất là đẹp. Anh thấy nhiều người đeo cái này. Dạ em có thích không hay là thích đá? Đây là vòng bằng gỗ, gỗ trầm đấy. À dạ, vậy là ok rồi. Hai nữa là cái vòng nghe gỗ trầm là ok nhá. Hai nữa là vòng bằng đá. Màu khác đi em, màu xanh đi, hợp với mệnh xanh hoặc màu đỏ. Xanh như này. Mấy cái hình trụ lúc nãy đây này, cái này này. Cái này á. Cái này thì rẻ thôi nhưng mà có vẻ đẹp, có vẻ thời trang. Nó không hợp mệnh của Diễm. À không hợp mệnh. Mình thì không dành về phong thủy các bạn ạ. Màu đỏ. Anh Tú là rất dành về phong thủy và Phật pháp. Mình thì gần như là mù tịt về cung và hoàng đạo và phong thủy luôn. Đây là cái gì, đá thì đá gì ạ? Đá gì? Thạch anh rêu à? Có hợp với mệnh hỏa. Mệnh hỏa không? Kìa like kìa. Cái này like gì kìa? Cái này thích à? Cái này bao nhiêu tiền em? Dạ, 250 à? Giá bán rêu. Giá bán cho YouTuber. Đâu em đeo vào tay em đi. Đây. Nhưng mà nó hơi to tí nhỉ? Hơi to. Nhỏ hơn không? Cũng cái đó nhưng mà cái hạt nó nhỏ thôi. Ở đây này. Nhưng mà cái này anh thích những cái hạt nhỏ. Em cũng có cái vòng này. Đâu em có vòng gì? Ừ cái này có vẻ đấy, đẹp hơn này, vừa hơn này. Cái này nhỏ đẹp này. Trước mắt này, em lấy cho anh thêm một cái vòng màu đỏ nữa ra đây. Cái này nhỏ đẹp này các bạn này. Mình nghĩ là các bạn nữ mà đeo mấy cái vòng này thì đẹp đây, các bạn. Đây em ạ. Giá đây, rất là hợp lý luôn. Thực ra là đây là những mình nghĩ là những cái đá nó cũng không phải là cao cấp nên là giá nó hợp lý. Này, cả cái cho mọi người đi mua về làm quà, làm kỷ niệm. Ừ nhưng mà nó loại to hơn đi. Đây, có rất là nhiều màu đá. Không ơi, cái đá này cũng rẻ mà em lên mua hai cái mình mất công lặn nội Dũng đi ra tận Trung Quốc. Đây. Em có thích cái vòng kiểu này không? Nhỏ này. Dạ không, em không thích màu đó, em không thích màu này. Mà Diễm thích màu rêu này. Màu rêu này à? Chỉ màu rêu thôi đúng không? Lấy cái màu rêu này đi. Với lại cái gỗ. Cái vòng cam cam mà anh Tú. Cam cam á? Cái cam cam đây, đây á. Dạ đúng rồi. Em đeo thử vào tay anh xem nào. Có chị em phụ nữ đây thử hộ rồi thì nó rất là đẹp. Nó em có thể là xem có hợp hay không. Có cả đá màu trắng, màu cam rồi màu đỏ, có nhiều màu lắm, màu vàng nữa. Dạ, được rồi. Ừ cái này được đấy. Cái này nhá. Bỏ cái rêu này à? Hay được là rồi. Lấy luôn. Không,
nhiều tốn tiền lắm. Không rẻ mà em, đồ này rẻ, em yên tâm đi, Dũng mua cho em hết cả thế giới em được. anh Tú đang bảo mình mua cả thế giới còn được, chắc phải rất là nhiều tiền các bạn. Này, cái màu này khá là đẹp này. Tỷ phú còn chưa dám làm điều đấy các bạn ơi. Cái này bao nhiêu em, màu này bao nhiêu? Cái này màu này bao nhiêu? Như cái này thì không, nó phải thạch anh mà loại tía tía ra ấy, nó mới đẹp. Cái này bao nhiêu? Bao nhiêu? 200 à? Ở Dũng mua cho em 10 cái. Cái nhỏ hơn có không? Em xem có nhỏ hơn không? Quả này là bạn Diễm được một bộ sưu tập các vòng đá ở đấy, chợ Cốc Lếu Lào Cai luôn. Cả một cái vòng gỗ nữa Dũng đã mua, một khi mà Dũng đã mua quà tặng cho em là nó mua hết. Đặc biệt. Quan trọng là đồ ăn à? Quan trọng là đồ ăn à? Sẽ có nữa. Bạn Diễm thích đồ ăn à? Không, em có thích cái vòng thạch anh này kiểu này không? Anh thấy là khá đẹp này, nhưng mà nhỏ hơn có không? Em tìm nhỏ hơn đi. Vì sợ rồi đeo rồi về tay bạn ấy đeo to nó không đẹp đâu. Nhỏ như này này em này, bằng hai hạt này này. Không còn à? Không còn thì thôi, chia buồn. Rồi, hai cái Dũng nên mua này. Đâu, cái nào anh? Bây giờ anh Tú chọn cho mình nha. Rồi, đây anh chỉ cho em xem là em thích cái chuỗi ở dưới cổ này, là nó có hai loại, một cái là kiểu hoa hoa như thế này và một cái vàng vàng như thế này, em thích cái nào? Cái hoa hoa đấy. Hoa đây là vì đây là gỗ trầm, nó rất là thơm, em đeo vào nó sẽ rất thơm nha. Chốt nha, chốt ba cái này, mua cho bạn Diễm ba cái này nha. Mình mua cho bạn Diễm ba cái này các bạn ạ. Tổng tiền là bao nhiêu chị? Này là bán giảm cho YouTuber nha. Rồi nha, bye bye Diễm nha. Bye bye Diễm. Rồi. Ờ, chị tính tiền em bán này đi. Nãy đây là anh này, là anh với chị là chung một tiệm đúng không? Anh ấy xem kênh mình rất là nhiều, bảo là sẽ giảm giá cho hai anh em mình các bạn ạ. Mình phải gài kèo trước. Rất là nhiều loại vòng này. Các bạn xem này, vào đây mua cũng rẻ này. Đây, đẹp này. Bao nhiêu cũng rẻ đi em. Tính nhanh đầu đi. 1,1 triệu ba cái này hả? Ừ. Ồ, quá rẻ các bạn ơi. Cái này là có mùi thơm nha các bạn. Đây này, gỗ trầm đúng không chị? Còn cái này của anh là bao nhiêu? Còn hai cái này là đá. Quá rẻ các bạn ơi. Đây mình quay cho các bạn xem nha. Ông anh. Rồi, bây giờ mình sẽ tính tiền cái này nha các bạn. Đây, mình mua ba cái vòng này nha các bạn. 1,1 triệu. Có cái hộp đẹp luôn. Quá là tiện các bạn, mình chỉ cần bỏ vào cái túi là xong. Anh Tú thì vẫn đang còn mua nữa. Đây, mình bỏ vào đây nha các bạn. Mình có mua cái vòng này. Đem về tặng bạn Diễm. Không nghe máy thôi, lần sau anh mua được mà. Lần sau mua ha. Bây giờ mình đi khám phá thêm chỗ khác đi. Cảm ơn anh chị nhiều nha. Xin chào. Nhớ xem kênh em nha, kênh em và kênh xe đồ kéo vlog nha. Dạ. Vừa mua hết rồi. Ồ, đẹp nhá. Ồ, choáng ngợp luôn các bạn. Ở đây mình nhìn vậy thôi, nhưng mà nếu mà có thời gian xem kỹ các bạn, nó rất là tinh xảo. Vừa hỏi em có mua vòng đá để mua cái vòng đá. Ôi. Đang bận đi ngoài chợ. Ở trong cái chợ Cốc Lếu này phải nói hai khu rất là lớn các bạn. Anh Tú đang gọi về cho gia đình kìa. Ôi anh Tú ơi. Anh Tú. Anh có bao giờ mua cái này không? Anh không, anh ít khi lắm. Cái này mà phải nhà to ấy nha, để vào nó mới lộng lẫy được. Dũng có nhớ cái câu hôm nọ anh mua cái vòng đá này ở trên. À, anh Tú nói câu gì anh có thể chia sẻ là câu đó hôm bữa anh Tú nói ở trên đèo Ô Quy Hồ và rất là nhiều người trầm trồ. Đó là câu gì anh Tú nhỉ? Về cái phong thủy thì nó đúng rồi, không quan trọng đấy. Đúng rồi. Chẳng qua anh đeo đây là không phải là về mê tín gì cả, nhưng anh đeo thích là đeo cho đẹp thôi. Phong thủy là một chuyện, nhưng quan trọng mình phải biết sống tốt là quan trọng nhất. Đấy, thì lúc đó phong thủy nó mới có tác dụng đúng không anh? Câu của ông Khổng Tử là gọi là tâm chưa thiện thì phong thủy vô ích. Đúng rồi. Câu của ông Khổng Tử mà thay đổi cuộc sống của anh luôn. À, anh là một người rất là mê đồ phong thủy, rồi đam mê lắm, thích xem lắm. Tức là Khổng Tử nói câu đó hả? Ừ, thế là nó mới thay đổi cuộc sống của anh từ đấy đấy. À, có nhiều câu nói nó nhỏ ngắn gọn nhưng tác động nhiều lắm. À. Nhiều đồ gỗ nhỉ. Mình đi vòng ở kia gặp anh Đông đi. Anh Đông thì đang ngồi làm việc các bạn ạ. Rồi. Bây giờ mình tiếp tục đi với anh Tú sang khu vực khác nha. Ở đây bán khăn này các bạn này. Vừa mua vòng sang. Này quạt mini nhỉ. Sạc USB luôn này em. Cái này cắm vào ô tô được không chị? Đây này, có sạc, có này. Cái này bao nhiêu tiền em? Bao nhiêu? 50.000 à? 50.000 này. Có cái nào mạnh hơn không nhỉ? Ô,
cô này giống là mẹ chị nhỉ? Hai mẹ con đúng không chị? À. Đâu có mạnh hơn không em? Cái này bao nhiêu tiền? 70.000 các bạn ạ, khá là rẻ luôn. Dũng nên mua vì Dũng hay đi ngồi ở quán cà phê làm việc nhiều đấy. Theo Phà Phà này. Có để điện thoại rồi. Cái này pin được lâu không chị? Một ngày. Đâu anh thử cái xem. 24 tiếng các bạn ạ. Ngày luôn á. Anh nghĩ là Dũng hay kiểu ở quán cà phê thì làm việc mà nó nóng. Anh cho em một cái này nhưng mà cái nào dễ thương xíu tặng bạn Diễm. Cái này em thì ít khi dùng cái này. Con gái thì dùng nào em thử lấy lên để trên mặt em anh. À đây này, đây này. Nhưng mà cái con mèo này được đó. Ôi giời. Gãy hả chị? Không phải. Bị kẹt cái dây. À. Thế là mình gập nó ra được đúng không? Đây, để mình đi qua đây. À gập thế ạ. Mình sạc USB luôn à. Cái này bao nhiêu chị? Cái này khá mát đúng không ạ? Đâu ta? Đẹp nhờ. Nhìn mấy cái đồ này nó ngộ cho anh thử quạt vào em xem được. rất là được đấy. Hợp với bạn Diễm. Cho em lấy cái này đi tặng bạn Diễm các bạn ạ. Bao nhiêu em? Nói đúng giá cho anh đi. Anh ấy quay lên YouTube thì các bạn lại bảo em bán đắt là sao các bạn đến ghé mua em luôn nhá. Một trăm đấy anh trăm hai rồi em bối rối đấy. 120 lấy anh trăm. Đầu tiên là em nói là 100 đấy anh em cho 120, em bối rối quá. Nhưng mà em thấy hơi lạ xíu nha. Các chị ở đây bán sao có vẻ ngại ngùng với khách quá nhỉ. Chắc là thấy anh Tú đẹp trai. Và anh thấy mình quay có thể chị ngại. Chị ngại đúng không chị? Tên là Tú sao em? Em tên là Tú. Chị tên Tú luôn à? Cùng tên luôn à? Song Tú luôn. Thôi, chắc là có duyên rồi, có duyên rồi. Cho bạn của Dũng nha. Cái này bao nhiêu chị nhỉ? 120 lấy 100 cho em lấy cái này luôn. 100 lấy 120. Chị rất là ngại các bạn ạ. Không phải là ai ở chợ là cũng dạn đâu. Bao nhiêu tuổi? 30 tuổi à? 30. Ăn nói nhẹ nhàng nhỉ. Quá nhẹ nhàng luôn. Chị em gửi tiền chị ơi. Đây chị. Cái tờ tiền ạ. Dạ dạ. Cảm ơn chị. Dạ lấy cái được cô ạ. Tặng cho bạn thôi. Tặng cho bạn. Đâu có cái túi đen này đâu anh nhờ cho chị. Đây bỏ vào đây luôn đi chú ơi. Cho anh cái dây đi em. Cả dao cạo râu có rồi cô ạ. Dạ dạ có rồi. Đúng rồi em. Chỗ mình bán đồng hồ với lại các cái đồ đèn này kia ha. Kính này. Khi em đứng nhiều đồ thật đấy. Dạ cảm ơn chị. Đây cảm ơn chị nhiều chị Tú luôn các bạn ạ. Chị về chị xem kênh xe đồ kéo vlog này và kênh Phạm Dũng này. Cảm ơn chị nhiều nha chị. Dạ dạ dạ. Ở đây nhiều đồ thật. Lào Cai thì ghé thăm bạn Tú dạ. Này luôn. À đến là Lào Cai để ghé tiệm của chị Tú, rất là nhẹ nhàng dễ thương. Cảm ơn chị. Bạn ấy luôn. Cùng tên với mình nhá. Cùng tên với anh Tú luôn các bạn ạ. Thôi mình đi tiếp. Phải nói là đi cái chợ vùng biên này có rất nhiều điều nó thú vị các bạn ạ. Đôi khi có những chủ hàng á rất là mạnh dạn, rất là bạo miệng, nhưng có những chủ hàng thì lại rất là nhẹ nhàng đằm thắm. Giống như kiểu là lôi kéo ấy, sợ sự lôi kéo. Anh Tú thì rất là sợ cái sự lôi kéo của các chủ hàng. Cứ chỗ nào mà nhẹ nhàng, không lôi kéo, không kéo khách vào là anh Tú vào. Mà càng kéo anh Tú lại càng đi ra. Khá là vui anh, cái chợ biên giới này rất là đặc sắc đấy nhỉ. Dẫu cho đi xem tiếp đây một chút đồng này. Đây đây đây, bên này ba lô này. Ba lô túi sách này. Ba lô túi sách này, gậy tự sướng này, à cần câu. Đâu? Cần câu này. Mà nghe nói Dũng không có câu được cá. Em lâu lắm mà không câu. Hồi xưa cũng thích câu lắm mẹ. Bên này là xe đạp, xe đồ chơi trẻ em này, ba lô này. Chắc là mình đi ra ngoài mình khám phá thêm đi anh. Thời gian cũng rất là gấp. Ồ lại thêm một chị chủ hàng rất là dễ thương. Em chào chị. Chào chị. Ồ sao ở đây các chủ hàng dễ thương quá anh Tú ạ. Mình quay đầu lại. Mình quay đầu lại đi. Đồ chơi rồi các loại các bạn đến đây mua xe. Xe đạp trẻ em. Đẹp quá. Chị chủ hàng xinh đẹp đấy. Phải nói là các chị chủ hàng đây ai cũng xinh hết chị ạ. À bên này đó. Túi sách ba lô. Ủa này mình có đem đi các tỉnh khác không chị? Ở đây ship đi. À. Là mình xa nhất là đi tới đâu chị? Đi đâu? Thế chị đọc số luôn đi cho mọi người gọi chị này, quảng cáo chị luôn này. Chị tên gì chị? À tôi có cạc đấy. À có cạc này. Thế bỏ ra đây này cho. Đưa hàng vào miền Nam được không chị? À rồi rồi. Giới thiệu luôn cho các bạn. Số lượng có hạn hay là bao nhiêu cũng được chị? Yêu cầu chủ phương tiện mang kiểm soát. Đây. 03371. Chị Nga đúng không chị? Đây này bạn nào mà muốn mua túi sách ba lô thì gọi cho chị Nga nha. Ở chợ Cốc Lếu. Số điện thoại chị Nga này. Đó.
bán ô tô một chút đi, để ai mua ô tô từ xa thì đây em gửi chị nha. Rồi, ok. Đây sang chị bán xe điện. Đây để giới thiệu cho chị luôn. Nhưng mà sao chủ hàng ở đây ai cũng dễ thương đấy nhỉ? Quảng cáo miễn phí cho chị luôn. Đây. Chị. Đây đây vào đây cháu sáng này. Trình đây. Uyên này. Chị Uyên. Chồng chị tên là Trình đúng không? Đúng rồi ạ. Đây này. Các bạn nào muốn mua xe đạp này, xe ô tô này. Chơi này, cái đấy bao nhiêu tiền chị? Cái BMW này. Cái này có 1.8 triệu. 1.8 à? Cái đen to trên kia bao nhiêu? Cái kia có 2.2 triệu. Con mình lớn quá rồi, ngày xưa cứ ao ước mua cho con, bây giờ con lớn quá rồi. Đây đây đây. Mải mê đi làm. Bạn nào cần gì thì gọi cho chị Uyên nha. Chị Uyên dễ thương quá. Rồi, cảm ơn chị. Sau này mua xe đạp cho nó. Rồi. Chào hai chị nha. Từ ô tô muốn mua ô tô chuyển xe đạp. Ở đây công nhận là có thể là cái vùng đất này anh Tú ạ. Thì anh em mà hôm qua có thể là xem cái đi ăn ở nhà hàng Hoa Ban Xanh ấy. Đúng rồi. Thì có thể thấy là những cô gái xinh như thế nào là trên clip là có thể là hiểu rõ. Phải nói là cực kỳ ấn tượng, mình nói cái điều này rất là nhiều. Cũng không phải là cái gì nó quá cả các bạn ạ, nhưng mà từ hôm lên tới cửa khẩu tới hôm nay thì mình đi đâu cũng gặp rất là nhiều các chị em mà có cái vẻ đẹp rất là dịu dàng, đằm thắm. Và lần đầu tiên mình đặt ra biên giới này. Đây, mình vừa đi trong này vào nhé các bạn. Đây, chợ A Cốc Lếu, bên kia là chợ B nha. Đó, hai cái tòa nhà rất là to. Chắc là mình đi mua ít hạt đây, mình về để ra cửa khẩu đi lấy hàng các bạn ơi. Anh em thì cũng chỉ có vài tiếng thôi, vừa quay vừa ăn vừa nghỉ ngơi. Đi anh Đông ơi. Anh Đông là thời gian rất là gấp rút các bạn ạ. Nãy giờ là ngồi đây làm việc online đấy. Đây đây đây. Tìm được vợ cho anh. Mua được nhiều không? Mua nhiều lắm anh. Trời ơi trời, cái gì vậy? Chắc là xe hả? Cái này còn Diễm. Cái này em mua cho Diễm ạ. Có lấy Diễm ơi, Diễm có lấy lắm nghe Diễm. Chưa hết đâu, anh Đông chưa biết đâu. Chưa, còn nhiều món quà đặc biệt lắm. Còn hột xoàn rồi. Hột xoàn rồi hột đủ các loại vòng nữa. Mua gì cho Diễm? Đây mình quay lại đây mình mua ít bánh đi. Bánh hạt dẻ mà hồi sáng em ăn rồi đó. Cho em một ít em mua vào Sài Gòn mà có thể để lâu được một chút. Để lâu được mà đây là những tất cả là hàng mới em vừa làm sáng nay. Thơm quá, ăn vào ấn tượng luôn các bạn ạ. Cái này hộp này sao? Đây các... Cũng thế anh ạ. Đây các anh. Nhưng mà để lâu nó có mất thêm. Giòn đấy không chị? Mà... Đây nó cũng như này đây, từ sáng giờ nó vẫn như này. À, em xin phép thử miếng ha. Vâng anh ăn. Đây chị chủ ăn thử miếng để mô tả cái vị cho mọi người biết đi. Thử miếng đi. Thử đi. Em đang ăn kẹo. Em đang ăn kẹo. Đây đây để chị chủ ăn này. Mát luôn, mát luôn. Ăn cho hết mát không? Rất ngon anh ạ. Bánh rất ngon. Mình thử lại mà. Anh thử. Mình phải test lại mà. Mát không? Anh cho thấy mát không? Nó chẳng khác gì lúc sáng mình ăn cả. Anh ăn thấy mát không? Vì lúc nó một loại mà. Ăn thì thấy mát hơn lúc sáng. Anh Đông là đang xài trước cái quả của bạn Diễm nha. Test trước. Test trước à? Ổng ở Sài Gòn không ổng thì anh Đông giữ. Mời các bạn nha. Bánh này rất là ngon. Bánh hạt dẻ. Dạ dạ. Quá trời mua sạch cái giỏ. Cái này bao nhiêu một hộp gì? 70 một hộp anh ạ. Cho em 10 cái bánh ạ. Cho em 2 hộp. Cho em 2 hộp. Ba hộp đi. Thôi bốn hộp đi. Đây, anh Tú bảo là mua cho bạn Diễm một bịch hạt óc chó các bạn ạ. Hạt này rất là ngon nha. Có mật ong nghe lạ này, 40k một hộp này. Rồi, cho em cái hết cái này đi. Anh chọn cho Diễm đi nha, Diễm nha. Trong đấy là có cái gì ngon, tôm hùm ngon này, mời anh. Mặc dù là tiền của Dũng trả. Còn này đầu tư được đấy anh ạ. Đầu tư được á. Tổng cái này là hết bao nhiêu chị? 420 ngàn. Rất là rẻ các bạn. Mua quà này về để tặng cho mọi người rất là ý nghĩa luôn. 400 trước này. Chị lấy rồi em 20 ngàn đấy. Đã ra mua thì phải mua sập chợ luôn đi. Lấy thêm cái hạt hạnh nhân nữa. Đúng rồi. Diễm không thì Diễm bảo là chủ yếu là đồ ăn đấy. Rồi. Hay mình có mua lên xe mình ăn lai dai không anh? Hết rồi, hết đủ. Em biết lý do mà tại sao Diễm nhìn mắm mỉm mà biết hiểu rồi. Mà rẻ đi. À mình mua cái hạt thì lên xe mình ăn chơi đi. Rẻ, hạt rẻ. Đi đi. Mà có ăn tấu nữa thế nào chứ, này là Diễm không mang về được. Cái này bao nhiêu tiền một cân nhỉ? 50 bác ạ. 50 à? Lấy 2 ký, 3 ký gì đấy đi. Đây đây đây. Đây Dũng ăn thử đi. Không, anh cứ mô tả trước cho mọi người đi. Rồi. Đây đây. Đây mời các bạn nha. Anh em đi chợ hôm nay khá là vui các bạn ạ. Cái hạt rẻ thì nó rất là béo, giống như Sài Gòn này các bạn ăn nhiều rồi.
Nhưng mà đây nó khác là mình mua tại vùng biên giới luôn. Nó chất lượng không? Ừ, mà nó mát hơn là có cái quạt nữa. Nó thơm. Ăn hạt dẻ mà cảm thấy mát. Rồi. Đấy, đây bao nhiêu tiền một cân đấy nhỉ? 50.000 đấy. 50.000. Ăn chơi thôi mà. Ừ, nó bùi ha. Bùi mà béo, thơm á. Ăn cái này phải uống nước, nó uống trà á. Uống trà là không. Chị có ăn cái gì mà hết ấy không chị? Có bán cái đặc sản nào ăn vô mà hết ấy không? Hết ỉm ạ. Ăn vô mà tự nhiên nó có duyên lại cái. Thế hả? Hết ỉm. Ai nhìn ở trên chợ mình xem có kia là quá. Cái kia trả hết rồi chị. Trả hết là còn cái này đâu còn. Ừ. Còn nào? Đi mà từ Sài Gòn. Hạnh nhân bao nhiêu nữa? Qua mấy chục tỉnh thành. Một cân này nữa. Ừ, 150. Các cái hạt ở đây rẻ quá ha, có 50.000. Một ký hạt rẻ à? Ký hạt rẻ. Rồi. À, bây giờ mình lên mua hạt ế. Thế nhưng mấy cái kia không có cái nào mà để cho em ăn thử miếng cái à? Gì? Cái gì anh? Gỡ ra cho em ăn thử hạt không ạ? Chị ơi. Đúng rồi. Mình phải cho thử chứ bây giờ ăn mua biết đâu về. Về mà ăn mà dở là bọn em cho lên YouTube là lần sau là ra chợ này người ta tìm ấy. Số điện thoại các địa chỉ luôn, yên tâm nhé. Rồi. Đấy, nói trước với các chị là bây giờ bán cho bọn em là phải... Là hàng thật. Nè nè, cái này có gai sẵn nè. Anh Đông ăn hạt này là hết ế đấy anh Đông ạ. Rồi, rồi, anh nghĩ là anh phải ăn hạt ghé. Bóc bóc sau này, anh này bóc vào 2 quả nhé. Ghé là hết ế rồi. 2 quả. Nhưng mà em thấy các cô, các chị bán hàng ở chợ này rất là duyên nha. Không hiểu sao lại vậy. Bị mốc à? Không phải mốc. Cảm giác là thân thiện hơn. Chị thấy mát không? Bóc chó nó như này, mình chưa ăn bao giờ phải. Dễm, chị nói mát lắm. Cái quạt này xịn. Vậy vì làm sao em cũng có một cái quạt. Đâu, không phải tại cái quạt bự hay sao đâu nha. Còi quạt bự kìa. Không phải tại quạt bự đâu, cái quạt này xịn lắm mà. Ai ăn được. Dạ, em ơi. Em đang ăn kẹo. Ok, em ăn kẹo. Anh Tú cảm nhận khá là kỹ các bạn. Nó bình thường à. Bình thường hả chị? Cái này nó nguyên vị nhá. À. Không có một cái vị gì khác cả. Chỉ là cái hạt không mình dạ, mình sấy thôi. Chứ không có muối, không có đường, không có gì hết. Em ăn thử nha. Mời các bạn nha. Bình thường ấy. Nó nguyên chất ấy. Nguyên chất đấy. Nếu mà xay sữa hoặc là nhưng mà em nói nè. Chị nói là ăn nguyên chất này nó tốt, nó bổ. Mặc dù cái vị nó hơi nhạt một chút. Đúng rồi. Anh phải kiến như nè. Cái quả này ăn cũng được, nhưng mà cái tên nó xấu quá. Đặt tên ốc chó. Anh đặt tên mới. Ốc tôm hùm. Ốc tôm hùm. Không, tôm hùm nó cũng không có nhiều ốc anh. Ốc con cá nào mà nó có cái loại nào mà không mình cá heo. Ốc. Đó. Ốc cá heo. Ốc cá heo. À, đổi tên nghe, mất anh chị đổi tên đi. Tự nhiên ăn quả ốc chó. Giống như là ăn vô là không mình không có cái hạnh nhân nào nhỏ nhỏ em ăn thử xem ngon không ạ? Đóng kín. Đóng kín hết rồi thôi. Ngon không anh Đông? Làm khó nhau quá đúng không? Đóng mấy hoa trên cân chơi. Ăn được. Béo. Có vị lạ, thơm. Nhưng mà cái tên lấy xấu quá. Lấy nhiều không chị? Lấy nhiều bao nhiêu tên á? Trong góp 10 được kia. Không, dù ta mua Yến cho lấy được của mình xong chưa? Xong rồi đúng không chị? Cảm ơn chị nhiều nha. Vâng ạ. Ngon lắm mấy chị ơi. Cho mua lên mấy chị. Cái tên của chị đúng không? Đây đúng rồi ạ. Đây là số điện thoại này các bạn này. Trong túi của mình có hết mà. Túi hạnh nhân ốc chó thì có hết. Ốc chó này đang có nghĩ là suy nghĩ là chưa đủ ngon. Ăn cái này nó tốt rồi ạ, ngon thì nó sẽ ngon. Bạn ạ, chị có cái máy xay luôn kìa, máy rang luôn kìa. Máy rang hạt rẻ thôi ạ. Ngon ha. Dũng, anh thấy như là Dũng. Mấy con chị đó ghé ngang thử một cái, rồi đi không mua. Cái này bao tiền túi chị? Mình cũng làm giống chị đi. Chắc là hai người đầu tiên được, chứ người thứ hai là ăn đòn ạ. Không có, mình cứ việc hai nhau thử. Ghé vô thử cái hồi lại chút xíu em coi sao. Mình ghé mình no bụng rồi mình đi về. Chứ từ đây về Sài Gòn xa lắm. Chắc về không nổi anh. Sách hộ cái này luôn nhá. Nói nhiều quá, sách vớt đi. Đây nè, giờ nói cho Diễm nghe nè, quà này có con Diễm. Ai mua ai lựa không biết, cái chú Đông mà không xách về là không có đâu mà ăn. Đúng. Đó, công của anh nghe Diễm. Chính xác rồi đấy. Anh em mình mất công đi mua, bây giờ Đông chỉ có mất công xách thôi. Mua nhưng mà không có người xách về là không ăn. Đây là anh Đông mới là quan trọng. Hồi đó giờ là người ta xách đồ cho anh không đó, anh sẽ xách đồ cho ai đó nghe Diễm. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Đi chợ hôm nay đi chợ vùng biên rất là vui các bạn ạ, biên giới Trung Quốc kia kìa, cách đây có khoảng 500m đường chim bay thôi. Thôi các chị Dũng đi ra đấy ngắm cột mốc biên giới một tí. À, chắc là mình đi ra đó mình kết thúc clip ở đó ha. Phải đấy đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Mình sẽ đi ra ngoài đó luôn nha các bạn. Hay đi bộ ra anh. Không xa lắm. Đây mình nhìn rất là gần đấy rồi, những cái tòa nhà phía trước cái này. Đi taxi xa lắm. À. Các chị mình về luôn. Ok, mình đi taxi xong mình về luôn ha. Nãy giờ mình khám phá những nét đặc trưng văn hóa, ẩm thực rồi đặc biệt là các đồ đặc sản rồi đồ chơi đồ dùng vùng biên giới. Thì bây giờ mình sẽ ra ngoài bờ sông Hồng, bên này là Việt Nam, bên kia là Trung Quốc, để mình kết thúc clip ngoài đó nha các bạn.
Đây là cột mốc biên giới nha các bạn. Chắc là xíu nữa mình sẽ lên mình chụp hình sau các bạn ơi. Bây giờ khá đông người ở đây, nhưng mà theo như mọi người ở đây là quá ít, bình thường thì còn đông hơn nữa các bạn. Bên phía này là Việt Nam, bên kia là Trung Quốc.